Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công an thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng năm 2024. Tham gia tập huấn có hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quan, ban ngành, mặt trận tổ quốc, các hội, đoàn thể địa phương trên địa bàn thị xã. Báo cáo viên Công an tỉnh đã thông tin về nghị định số 49-2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng Thông tư số 65 2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng, quy trình quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng của công an cấp xã, quy trình tiếp nhận quản lý giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các đại biểu còn thông tin về kế hoạch số 245-2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện quyết định số 22-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.